Khi mát xong thua ca này nhạt chấm bíp xú, tất cả phục mại bóng ổn, ở lâu lục sợi nhạt nên gần nhà chỉ tìm mệt rấy. Nơi thương anh ít khi mát xong bóng nông ở rộng phục mại bóng ổn, mặc tạm đàn snap ông bì chọc dư ta rì xây hào ra xa phần trăm thương ấy. Đại khi mát tăng tại thua ca đọc sẵn năng an chú nơi cả bốn hào ra tù tìa chân xài đã là bầy chú mốt đòi lục rù đông đài lình. Được chứ nét xong phục mại bóng ổn thua ca khám anh lấy xâm náng năng xa thuộc chấm nôn bầy đón. Rút xong thua ca xe chênh phliếm đâm bay từ tù liếp thông cho bất tiết nâng xâm náng tam chộp luôn rồi hồn. Vì chứ này cũng ai khát bêu dữ xong tạp đàn snap chư mùi khi nhóm bạc xam sập TV đối tỏ tờ. Cả mơ tự bệ đoàn ruốc không ca thua đồng ná rưu ca bật khóp một bò rục xịp xem xếng ở lúc nét tự bật can dọc tam tự bệ đoàn ruốc ní. Cứ thường ngày ả tất ní nâng ban sốc nâng chốc cháy nơi tự kháng trường. Bà mơ tự bệ đoàn slap nơi thường ngày ả tất ní phóng công cho dịa trá tới tự kháng thứ 4 vừa với mình khóp là xa lại. Chính phủ ca mơ tam tầm ní cháy rước không ca ẩn cối ôi mình sẽ đầy xuống đây cháy mừng cố không ca rượu mừng cố ca rư san prêm xem xếng. Nâng bà trong thủ tục ban chốc cháy không ca lên lập bài nhỏ vầy mùa nút xôm ẩn cối nơi tư kháng chướng bài mộc trò độc tư ác này. Tầm ní tí tháp ba ca nạp ban bà tập bà tam ní bật mến bất chì miên chốc cháy cổ cả lạc tế xạ. Chính phủ ca mơ tam cơ bôn cả cổ bạc dinh cổ lá không ca chênh đầm nào bị bất tiếp bật cọp tạo đào chốc cháy nâng sẽ đầy xuống đây mùi thường ngày bấy nâng Bốc mai bóng bóng tự đăng mong sốc mong cổ mong liếp đôi càng cao. Ba chân dầm nạp yếp tiết chạp bì môn rồi nghĩa tự đoàn mong vừa môi kể lạc bất tâm ni tí tha chì mong dục bất cư chì mong xôn buôn. Không chân lọc mong ní cư lọ nát vừa với nâng tự ban chục cháy mình cổ ca cho với ác chụ bàn lại cứ miên tay tự ban nơi liếp bò đi bồ. Ba chân dầm nạp yếp tiết chạp bì mong vừa môi kể lạc đoàn mong đọc môi bất nơi chân lọc mong ní cư chì mong cả cổ bát. Chỉ mong ổn trái vừa chùm nguồn như đọc xì chuyên đồ xem xếng mình cua chênh nhận mong đi lái. Ách đang trái bắt mong trọc xâm bắt ổn trái chìa mình khàn rưỡi có mình trái bắt tuân đọc xì lái bà chênh nhận trần lọc mong đi. Bà chênh dầm nạp yếp tết chạp bì mong đọc mùi bắt đoàn mong bì được xíu cư chỉ mong thực tế kìm mình ở vầy xót. Mình này tha cư mình ban thật tu liếp ở vầy hay có mình chụp cụ hòa vầy đài. Bà chênh dầm nạp yếp tết chạp bì mong bì được xíu đoàn mong pram là nghĩa cư chỉ mong xôn bí. Chỉ mong sốc sán phương đầm nát tới nà mọc nà cứ bàn sốc lò nát nà cất hông trần lò mong nì. Bà chân chậm nà bị bất tiết chắp bì là nghịch mong prám tạo đoàn mong chô kênh vĩnh cứ chỉ mong xôn muối. Mình này tha ca phương đầm nát rưu phương chùm đôn xem xếng mình lò lái cứ chỉ cổ cách nà cất hông trần lò mong nì. Chỉ vì xếp mình cua phương đầm nát chẳng ai lái hói bà phương đầm nát cua bà giặt trả đá chó các bộ mầm phột. Bà nà thường ngày ả tất nít xôm phương ca buông xuống ỏi khai chỉ thường ngày liên cổ chung rái sẽ trở phải khai chỉ mất. Nâng trời chỉ thường ngày nôm liệp nâng trọc xâm mặt lăng cấp bú xâm lập chân nam tên đọc bí nì. Bà chỉ bần tỏ xôm phục mẹ bóng phổn tạp đàn sát nơi rì xây chân nam tên đọc bí chỉ môi xam sập thê vi chân nà liên khí nhóm đôi tỏ tờ. Chúng ta chút còn đồ nôm liếp nôm cháy nôm sập hẹp mong côl bật thân ai ở với cái tay bàn xâm rách hay ảnh à cốt lại trên nạn miền dù sắc của bông phù. Mong này liếp xâm náng cứ mong pram prắc đa mong pram bay dốc. Bò này liếp xâm náng cứ bò xó nâng lường. Lê này liếp xâm náng cứ lệch xài xâm pram bay nâng lệch hà xâm pram buồn. Xôm cảm ơn lệch mà rồi học xâm pram bay dốc liếp xâm mặt mà hà xịt thấy. Nâng bật tiên xâm mặt mà hà xịt thấy miền liếp miền cháy miền lôi chô hô hí chung phúc ở lúc này đại ca chân nam chút. Nơi thường ngày nít đâm nà chỉ vượt rồi bỏ lục nẹ plư thả lá hơi thừa với gọt khơi thà tay miên phì bật luôn lõ nâng miên chục cháy tờ lọc bọc bình phòng. Xâm rạp kịch ca nghe vánh khơi thà miên ca chồng ràn rượt lọt tràn rướng bị xét thừa tích từ tù ban phò tràn thịt phòng. Xâm rạp nẹ bọc co bỏ bỏ rục xì chuyên đố bà chọn bỏ tôn tốt thống mần tỏ khô ở vầy tế. Tại dạng nát rơi chê bình nhật ở ban cục trông trối tự mần trời ả xa bong prạc cá đôi bật ca nà mùi. Chúng này ai bánh hà sức đầy sẽ hà cầm lọc rộng mống miên ca sổ sổ nâng phá em là hàm lõ bọc bầy. Chúng năm chứ lỡ cô nôm liếp ổ bà chân chấm chụp tà rương lõ lõ nông chì vết. Miên liếp miên xâm náng chụp tà mô chùi trôm trến xâm rạch rõ cái đấy bầm nòn. Mong này liếp xâm náng cứ mong bà mùi bất đam mong bà mùi là nghiết. Bò này liếp xâm náng cứ bò xó nâng cổ hòm. Lệch này liếp xâm náng cứ lệch đọc mùi nâng lệch học sập mùi. Xôm cảm ơn lê bàm bà rô chết sập bàm bà dục liệp xâm mắt áp bì chốn lối sụ đục sụ đồng.
Nâng bật tiên sa mặt mà hát sĩ thấy mình liệp mình cháy mình lôi chô hô hía trong phút ở lục nẹ đầy cát cho nằm chờ. Nơi thường ngàn ít ba lục nẹ trong phần bẹ rì kì chơi rồi bỏ vầy mùi bì nẹ đầy tấy cứ tay xâm ra chục chơi phòng. Cảm bình nít ba lục nẹ bật gồm kết ca ở vầy mùi cứ tay mình cồm lúc tam chui trông chơi thơ ở rụt chạp phốt bì kì lùm bạc tiền buông phòng. Trong phút nẹ bật gồm bỏ bỏ đục xì chung đô với mình ca trầm ra lượt loa tờ mốc. Đối chân này chỉ ở cả lõi trả hơn không cả phá phá đô một lập bó được bác thuơ trong nguồn tối thùng. Trong này ai cả thuơ đậm ná tí chất chân ngái cứ tay chụp sức đầy sốc xem sáng đi sọc mùi đòn. Rì ai xâm phoan xin này hà cầm lọc lòng mống cứ mình thiệp dục chất tục đắc hơn bà em là hai em lõ trong buộc nìa. Trong năm khá là mình bà đầm mây đã chết mình ẩm ná mình mà nốt tam chùa trông trẻ càng nghe tối thùng. Đâm bay ai là cốt nét bàn khá chìa mà nốt mình xâm bắt mà hà xà. Mong nền liếp xâm náng cứ mong pram prắc đam mong pram mùi lửng nghít. Po nền liếp xâm náng cứ po xó nọp ca chù. Lêch nền liếp xâm náng cứ lêch mập hay mùi đăng lêch bát sập bì. Xôm khám anh lêch pram bay rơi bát sập pram bay dục liếp xâm mắt áp hì chùn. Nâng bà tin xâm mắt mà hát sĩ thấy mình liếp miên cháy mình lôi chô hô hía mình khá phát trái lái chùm phú ôn lục nè đại ca chân nằm khá. Nơi thằng anh ít tu lục nè bà có bà kịch ca ở vây cả đói có ai chập đam bình tay bình chương bàn hời. Cứ tay xâm ra chục cháy của xâm phòng. Cảm bình nít tiền bánh hà sức cập hiếp nâng prạng cát. Mình cho chia bánh hà nụ tế nâng bà miên ca chmô chmô cứ tay chụp sức đầy xâm rách đôi cọ bầm nòn. Xâm rập nẹ bà co bà bò rực xì chuyên đô bà chọn bò tôn tốt thống mình tỏa khô ở vầy tế. Tại dạng nát rơi chê bình nhật ở bàn rụp trông trối từ mình trời ả xa bóng prạng cát đôi bà ca nà mùi. Châm nay ai bánh hà sức đầy xe hà cầm lọc rộng mống miên ca sửa sửa nâng bà em là hai mà ổ bà bầy. Chỉ nằm thọ tuần dài, miếc sĩ thầy trên chấm, miền bạch nhà trí lý huấy. Miền cầm lật lưu thật lá, hai ả nà cột vinh nút khai trên nhạc miền trọc sử dụng sử dụng. Mong nền liếp xâm náng cứ mong bầm bơ, bất đam mong bầm bơ là nghiết. Bò nền liếp xâm náng cứ bò tự cổ rối đang bò sò. Lệch nền liếp xâm náng cứ lệch chất sập bầm bí, đang lệch bát sập bầm buồn. Xôm khám anh lệch bầm bơ rồi chất sập bầm buồn, dục liếp xâm bắt nhạc miền tròn cổ bùa. Nâng bật tiên liếp thông cho bật tiết lùi cạn mì bạc mình khóa trái lái trong bùa ở lục nẹ đại ca chân nằm thọ. Thường ngày nít dì ôn bàn ngập bộ địch nít chì ở cả lõ tràn xâm lập lục nẹ trong cùng rít ca nghe ở vầy muối. Bị bố tài hốt phá lõ cho mập tràn chì ngạc rõ. Xâm lập nẹ bộ cọp ca nghe rít ca rì cầm hôn ai kì chôn kì đấy bà tụ bây kì ca nghe mà miên nhạc cả đáy. Tài có miên xâm nàng mọc quanh đá cư thơ tràn tài hốt phá tràn chì nịch. Không bên này đã liếp xâm nàng mình chẳng cứu xóm lùi nít chì ở cả lõ không ca phòng rịch mục chùm núi. Bố thà phá lạp cá cứ tay hột mộc vánh khơi thà à chlai tóp khô chì tì bình chật. Tay dạng ná lục nè ôi bình chật cổ chanh bó kế bố có mình cổ phòng. Rì ai bánh hà xâm phôn sài hà cầm lọc rộng mốm lục nè mình gọp bây lông lụ tài khổng rương sạc đầy sài hà khô rập biếp đà nằm ôi khô à nà cốt đòi bà cá nà mùi. Chỉ nằm rốn bố nè kỳ rít mình trầy trên chấm thuơ kạch ca ở vầy mũi nè tay mình cầm ngặt chả thả lá. Hơi bà bật thà ở vầy cứ tay bàn xâm rách. Bà thuơ ca tôi thông vinh lúc mình tay nạ gom trô tùm nộp bùm rốn sọc khúc bạp dàng. Mong nền liếp xâm náng cứ mong buôn bất đam mong bầm bà là nghiết. Bò nền liếp xâm náng cứ bò bày to nâng cỏ hòm. Lệch nền liếp xâm náng cứ lệch chất sập rầm bí nâng lệch cao sập rầm buồn. Xôm khám anh lệch mà rồi học sập rầm nơi không thường ngày nâng bật tiên xa mặt mà hạ sĩ thấy mình liệp miền cháy, mình lôi chô hô hía trong phố ở lục nè đại cát cho nằm rồn. Nơi thường ngày bà tụ bây đường được xây rốt cho cậu bật mến bần tay bà ca bà có bạch ca nghĩa lục nạ mình ca buộc bí nâng khách khom bằng bài nút cứ nâng xâm lạch chục cháy từ lọc bậc vĩnh phong đài. Trong này ai ca rùn nơi vánh co đồ chân đá lục nạ mình có bây chập cầm hốt rư rì con nẹ đời tay tràn lái. Project ắt ca ấy xót nôm kê mà cung cuốn hờ chụp phò lùm bát đòl ạ thamà khá lốt nơi kri kraoi. Xâm rập ba chi nè bà cốp một rộng bò rực xì chung đô vánh ca chui tì chất chân ngái cư mình hốt bài bà cá đô chì tì khóp chất tế. Rư ai tình dây bát thác kron mùi tụp tốt chai viầy. Rì ai bánh hà sạc đầy sạc đầy sạc đầy sạc đầy vánh núp. Mình ca bằng co riêng ắt hạt phò chả ấn bù tài mình ca mình sơ tụp chất kênh tờ vánh tờ mô. Chỉ nằm ở sáng bố tê và ra trên chấm thuơ cây ca ở vầy mũi nẹ tay mình cầm nạch chả thả lá. Nâng bật thả ở vầy cứ tay bàn xâm rách hai thuơ ca tôi thống mình tay nẹ gom trấu nâng tùm lục bồng rốn sọc cổ bạp dàng. Mong nền liếp xâm náng cứ mong buôn bất đam mong bầm buôn giúp. Bố nền liếp xâm náng cứ bố khám át đường sò. Lệch nền liếp xâm náng cứ lệch học sập bầm buôn nâng lệch ca sập bầm buôn. Xôm khám anh lệch mà rồi học sập bầm bấy dục liếp xâm nâng bật tiên xâm mắt mà hát sĩ thấy, mình liếp miền cháy, mình lôi chô hô hí, chung bố ở lục nè đại cát cho nàm ở sành.
នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានសម្រេចចិត្តអ្វីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះផលមិនល្អនោះក៏មានចំពោះមុខច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូរវិញគឺមានការទិញចូលលក់ចេញខ្លួនបើតែយ៉ាងណាលោកអ្នកតតែកិតខំខ្លាំងទើបទទួលជោគជ័យចំនួនធំធំទាំងនោះទៅរួច រីឯការធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទស្បៃបន្តិចបន្តួចដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាឬការប្រឆាំងគ្នាដោយប្រការណាមួយកើតឡើងជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីគឺមានដំណើរថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់ឆ្នាំមីសេះនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតពេញនោះក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុ
20និង3តងលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ20និងលេខ66សូមខមមិនលេខ999យកលាភសម្បត្តិអុកញ៉ានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃនេះដោយសារជាអុនឡាងខ្ពស់ដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកបំពេញការងារផ្នែកប្រាក់កាសឬការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងឯការរស់នៅវិញគឺមានភាពសុខដុមនិងកំពុងស្រុះស្រួលគ្នាប្រសាគួរសមចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរទោះចង់ចេញធ្វើចំនួនតិចតិចឆ្ងាយគឺផលកម្រៃតែងហូចមកវិញគួរសមផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាប្រកាសកាន់នៅដៃមិនសូវជាប់ទេតែងហូតលេចេញទៅវិញអស់អស់ពុំឃើញសេះសល់ឡើយការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករតែងជួបគូព្រេងពិតដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំមមែពពេមាសមានបារមីដែលជះមានអំណាចមានមនុស្សតាមជួយជ្រោមជ្រែងការងារទូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាអ្នកមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលាភសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ555យកលាភសម្បត្តិទេវតាទ្រុសមានប្រាក់កែវកងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃនេះប្រផលអនណាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារឬរៀបចំពិធីអ្វីមួយផងចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីគឺជាឱកាសល្អប្រពៃមួយដែរព្រោះអាចមានការជឿនលឿនគ្រាន់គួរសមចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយវិញនោះគឺតែងជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញជានិច្ចរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានភាពស្រស់ស្រាយនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមគួរជាទីកក់ក្តៅផងឆ្នាំមកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនេះក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំនិងយុស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ69សូមខមមិនលេខ999ជុកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានចំនួនវិវាទសម្ដីបន្តិចបន្តួចដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាឬការប្រឆាំងគ្នាទាំងនៅផ្ទះសម្បែងឬនៅផ្នែកខាងក្រៅដោយប្រការណាមួយកើតឡើងចំពោះការប្រកបការងារវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺជារឿយៗពុំសូវដំណើរការបានស្រួលទេព្រោះតែមានរឿងរ៉ាវមកយាយីអុកលុកជានិចរីឯការប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរវិញនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួញទីជិតឆ្ងាយទៀតសោះជួបតែភាពរកាំរកុសនិងក្រុមបាបមិត្តតាមឈ្នានេះព្យាបាទលោកអ្នកមិនតិចឡើយរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករគឺពុំសូវល្អទេព្រោះច្រើនជួបគូកម្មច្រើនជាងគូព្រេងឆ្នាំរកាមន់នំលៀបអបរាជិញ្ចឹមគឺមានលៀបមានជ័យណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ899យកលៀបសម្បត្តិកហបតីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះបើឃើញស្ថានភាពណាមួយមិនល្អក៏បីជាឲ្យឆ្ងាយហើយដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើចេះដឹងរឿងអ្នកដតីពេកឡើយមិនដូច្នេះប្រយ័ត្នបានគ្រោះភ័យមកវិញសម្រាប់លោកអ្នកប្រ
ចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺជួបភាពសក្តិសមមួយដងទេរីឯសម្បនស្នេហាកំឡោះក្រមុំវិញហាក់ដូចជាធ្លាក់ទៀបចុះហើយមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនទៀតផង ឆ្នាំចសនៈនោមលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមគឺមានសំណាងឆ្នេះអស់មានសត្រូវហើយប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចនិងអនាគតបានក្លាយជាសិទ្ធិការប្តីឬក៏អបិជនជាន់ខ្ពស់ទៀតផងមកនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង 7ដែលមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទីនសមត្តមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះជាអូនបានងើបខ្ពស់ដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកចង់ពង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះតែងហុចផលល្អចូលមកច្រើនជាងអាក្រក់សម្រាប់អ្នកប្រកបការងាររាជការឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីបើទោះបីកិច្ចការងារមិនមានយកក៏ដោយតែក៏មានសំណាងមកវិញដែរគឺធ្វើច្រើនតែងហុចផលច្រើនជានិច្ច ក្នុងពេលនេះដែរលៀបសំណាងមានច្រើនគូសមដូចនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខជំនួញព្រោះថាផ្លែផ្កាគឺតែងហូតមកវិញឃើញថាអាចឆ្លើយតបគូជទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នព្រោះចាញ់បោកគេព្រោះក៏មានខ្ពួរផងចំណែកឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយវិញនោះគឺតែងជួបភាពសក្តិសមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញជានិច្ចរីឯសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានភាពស្រស់ស្រាយនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមគូជទីក៏ក្រៅផង ឆ្នាំកុលជួបនោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំមកនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង 4 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7ល្ងាចពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហមលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ 78និងលេខ 90 សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិសំពៅលួងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល នៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកគឺមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រាក់កាសឬក៏ជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាងមុនផងការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំណែកឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្រស់ស្រួលនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្រពៃ បាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលៀបសំណាងគ្រប់ធនយុស័កនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូត សូមធ្វើការខមមិនសាធុកសាធុកចំនួន 3 ដងនិងធ្វើការសែចេញមួយដើម្បីទទួលលេបសំណាងទាំងអស់នេះខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ 30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា